Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, trong đêm đầu tiên của Đại hội Toàn quốc bắt đầu từ ngày 19 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã gây bất ngờ với người hâm mộ khi bà xuất hiện trong bộ vest màu nâu vàng mặc dù không có quy định bắt buộc về trang phục tại đại hội đảng trong quá trình tranh cử tổng thống song theo truyền thống các trang phục thường có xu hướng mang các màu có trên quốc cờ mỹ màu đỏ màu trắng và màu xanh dương đậm mang ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước Lần gần đây nhất một bộ vest màu nâu vàng tạo nên làn sóng chính trị là vào tháng 8 năm ngoái khi tổng thống Barack Obama đã mặc một bộ vest màu này trong một cuộc họp báo về Iraq và Syria. Và thời điểm đó thì trang phục mà ông Obama mặc đã trở thành điểm công kích từ những thành viên Đảng Cộng hòa đối lập. Tuy nhiên theo nhiều nhà bình luận việc bà Harris lựa chọn một bộ vest màu nâu dám trong buổi tối đầu tiên tại đại hội đảng để nhấn mạnh cá tính của mình, bộ trang phục mang thương hiệu Chloe của Pháp do Chemena Kamali thiết kế, giúp cử tri ủng hộ liên tưởng đến những cột mốc lịch sử với việc bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên, là người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên, trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn tại Mỹ. Ngoài ra, việc mặc bộ trang phục này cũng thể hiện một màn mở đầu vừa phải tại một đại hội lớn, vừa là lựa chọn mở đầu vô hại, vừa là điểm nhấn tạo ra một sự phá vỡ các quy ước truyền thống của các hội nghị. Được biết nữ phó tổng thống Harris không phải là diễn giả duy nhất có lối tiếp cận cá nhân và khác biệt trong việc tạo dựng hình ảnh ngay đầu tiên của đại hội đảng. Trước đó vào năm 2016, nữ ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton cũng đã phá lệ mặc một bộ vest trắng như một sự công nhận cho phong trào đòi quyền bầu cử. Tất nhiên không có trang phục nào gọi là trang phục chính trị tiêu chuẩn. Tất cả đều đóng vai trò như một cách thức thể hiện bản thân cho những người mặc nó. Mặc dù bộ trang phục nâu giám của bà Harry có gây một chút bối rối và tương phản với bức tranh màu đỏ, trắng, xanh lam, vốn là tiêu chuẩn tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa hồi tháng 7 xong nó đã mang đến mục đích cuối cùng cho bà là trở thành tâm điểm dư luận mỗi lần máy quay lia đến cảnh bà ngồi mỉm cười và vẫy tay chào đám đông người hâm mộ chủ đề suy đoán về ý nghĩa đằng sau bộ trang phục này lại lên xu hướng trên các mạng xã hội rõ ràng bộ trang phục đã trở thành một công cụ giúp nữ ứng viên tranh cử của đảng dân chủ gây ấn tượng mạnh trong lần xuất hiện trên sân khấu đại hội mà không cần phải nói nhiều Thưa quý vị, trước những điều bất ngờ mang đến cuộc bầu cử nước Mỹ năm nay sau kết quả bỏ phiếu chính thức diễn ra vào tối 20 tháng 8, sáng 21 tháng 8 theo giờ Hà Nội, bà Kamala Harris đã được phê chuẩn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tháng 11 tới. Được biết, cuộc bỏ phiếu diễn ra tại trung tâm thi đấu thể thao trong nhà United Center trong khuôn khổ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra ở thành phố Chicago thuộc bang Illinois, Mỹ. Bà Harry và thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống nhiệm kỳ tới, không dự đại hội trong ngày 20 tháng 8 do tham dự meeting tại thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin. Trong thông điệp video sau khi chính thức nhận đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được mọi người đề cử. Đây là chiến dịch tranh cử do mọi người thúc đẩy và chúng ta sẽ cùng nhau lập ra lộ trình mới để tiến về phía trước." Trên thực tế, thủ tục tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ chỉ mang tính nghi thức. Trước đó trong cuộc bỏ phiếu qua email và điện thoại thực hiện hồi đầu tháng này, bà Harris đã hội đủ phiếu ủng hộ để trở thành ứng cử viên của đảng dân chủ tranh cử tổng thống mỹ nhiệm kỳ tới tại đại hội đại biểu các bang một lần nữa thông báo về quyết định của mình thông qua một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng Việc bà Cameras không tham dự đại hội Đảng dân chủ trong ngày 20 tháng 8 vừa qua tại Chicago để đến bang Wisconsin dự meeting cho thấy ba bang chiến địa nằm ở phương Bắc Pennsylvania, Michigan và Wisconsin thu hút hàng loạt những cuộc vận động tranh cử của cả phe dân chủ lẫn cộng hòa, đặc biệt với tổng cộng 44 phiếu đại cử tri, ba bang trên có ý nghĩa quyết định tới kết quả bầu cử. Trước đó, ba bang này từng là thành trì của Đảng Dân Chủ trước khi ông Trump xuất hiện, thu hút nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động. Năm 2016, ông Trump thắng lợi ở cả ba bang này với khoảng cách tương đối nhỏ. Bốn năm sau, Tổng thống Joe Biden cũng đã giành lại các bang về với Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, lựa chọn của các cử tri vẫn tương đối dao động khiến kết quả bầu cử năm nay được đánh giá còn nhiều khó lường. Theo các kết quả khảo sát gần đây của tờ New York Times, Siena College, 538 và Rand Clear Politics cho thấy, nhìn chung cho thấy bà Harris thể hiện tốt hơn ông Biden. Tuy nhiên thì chênh lệch giữa bà và ông Trump là quá nhỏ và ít có ý nghĩa nếu tính đến sai số. Năm 2016, kết quả khảo sát cũng đánh giá sai ảnh hưởng của ông Trump tại các bang chiến địa này. Riêng tại Wisconsin, 6 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất đều có sự tranh lệch dưới một điểm phần trăm dù vậy bà harris vẫn còn một vũ khí hiện hữu sự hào hứng của các cử tri mỹ sau khi bà thay thế ông biden để trở thành ứng viên của đảng dân chủ theo Chủ tịch Đảng Dân Chủ tại bang Wisconsin, Ben Wickler, cho biết họ đang ghi nhận chiều hướng tiêu cực ở mọi chỉ số có thể theo dõi. Cụ thể, tại Wisconsin, hơn 40.000 đã đăng ký trở thành tình nguyện viên của Đảng Dân Chủ từ khi bà Harris tham gia cuộc đua. Ông Wickler khẳng định số người đăng ký từ khi camera Harris trở thành ứng viên còn nhiều hơn số phiếu tranh lệch hồi năm 2016 và 2020. Ở mọi nơi trong bang, tinh thần đang ở mức rất cao. Dù vậy, vị chủ tịch đảng Dân Chủ bang Wisconsin thừa nhận thách thức sẽ là sự hào hứng trở thành lá phiếu. Đây cũng là vấn đề mà phe dân chủ phải giải quyết ở nhiều bang khác thuộc vành đai dỉ xét. Được biết, một nữ dân số bang Wisconsin sống ở các khu dân cư ít hơn 15.000 dân. Để tiếp cận nhóm cử tri này, tổ chức đảng dân chủ tại Wisconsin đã thiết lập mạng lưới dựa vấn đề quyền nạo phá thai, được dự báo sẽ có tầm quan trọng lớn với cử tri bang Wisconsin. Kết quả, thăm dò dư luận cho thấy đây là vấn đề chính đối với 15% cử tri bang và 30% cử tri dân chủ nói riêng. Đối với ông Wigler, đây không phải là điều bất ngờ. Trong giai đoạn 2022-2023, Wisconsin từng trải qua 451 ngày áp dụng lệnh cấm nạo phá thai gần như hoàn toàn. Sau khi tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v. Wade tại Pennsylvania, các lãnh đạo dân chủ địa phương cũng đang tìm cách duy trì lòng nhiệt thành của cử tri tới cuộc bầu cử tháng 11 tới. Trong khi đó, tại Michigan, nơi ông Biden thắng với khoảng 154.000 phiếu tranh lệch hồi năm 2020 đã có 60.000 người đăng ký tư cách cử tri từ khi bà Harris tham gia tranh cử. Không dừng lại ở đó, Tổ chức Đảng Dân Chủ tại Michigan đang nỗ lực kêu gọi càng nhiều người dân ở Detroit và Flint, hai thành trì của đảng trong bang, đi bỏ phiếu càng tốt. Họ cũng muốn vươn rộng tầm ảnh hưởng ở các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, thách thức với phe dân chủ tại Michigan là việc nhiều người gốc Ả Rập tại bang đang thất vọng trước chính sách của chính quyền Biden với cuộc xung đột Israel-Hamas. Được biết, Michigan là một trong những nơi tập trung nhiều người Mỹ gốc Ả Rập hàng đầu. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hồi tháng 2, hơn 100.000 người lựa chọn không cam kết. Tuy vậy, theo Phó Thống đốc Michigan Galin Gilchrist cho biết, Cách tiếp cận về kinh tế mới được đội ngũ của bà Harris công bố sẽ được cử tri trong bang đón nhận tích cực. Ông Gilchrist tuyên bố, chúng tôi sẽ giảm giá hàng hóa, chúng tôi sẽ giúp chi phí thuốc hợp lý hơn, chúng tôi sẽ giúp bạn có cách mua nhà, đây là điều mọi người cần nghe. Thông điệp này có ý nghĩa, chúng tôi ở bên bạn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.